nay là ngày rất là vui của anh Giuse, Nguyễn Văn Hiểu và chị Maria Đặng Thị Hạnh. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì Chúa đã quan phòng lo lắng để hai anh chị vượt qua một chặng đường dài, yêu thương nhau và đồng tâm nhất trí với nhau để dẫn nhau đến bàn thờ Chúa, tuyên hứa về sự trung thành trong đời sống hôn nhân của mình. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Ôi vinh phúc cho người hằng sợ Chúa luôn, chinh chức bền tâm dõi bước, nhiều công sức nay người được hướng thánh nhàn, ngàn muôn phúc nồng hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đời sống hôn nhân của hai anh chị chắc chắn có những sự thử thách, những khó khăn. Và vì vậy nếu khi những thử thách và khó khăn xảy ra trong cuộc sống mà hai anh chị bước vượt qua trong tình yêu thương, trong sự tha thứ, thì đó chính là điều mà Thiên Chúa sẽ dẫn anh chị đi trong đường lối của Ngài một cách trọn vẹn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thiết quan phòng và chúc phúc cho hai anh chị, chúc phúc cho hai gia đình và chúc phúc cho mỗi người chúng ta, để chúng ta được an vui thờ phượng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. Amen. Ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn. Anh Giuse Hiểu nhận em Maria Hạnh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em. Em là Maria Hạnh nhận anh Giuse Hiểu làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt đời anh. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Em Maria Hạnh, em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Hiểu, anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta cùng hân hoan vui mừng đồng một tràng pháo tay để chúc mừng hai anh chị. Trời chung kiếp dân ngài, nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho đôi tâm hồn biết đón nhận và hy sinh cho nhau trong đời sống hàng ngày. Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Chúc các con được hồng phúc, có con đôi roi tông đường, được ban hiu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người.